Chào các bạn, hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cách tháo cái đầu măng ranh của cái máy khoan. Cái máy khoan này là nó có đảo chiều. Thì trước tiên để mà tháo cái đầu măng ranh loại máy khoan có đảo chiều này thì trước tiên ta phải tháo được cái vít ở phía trong này. Nó có vít khóa ở phía trong này, mình cách tháo ra phải nhìn vào trong, và nếu như mà thấy tối quá thì có thể dùng cái đèn soi vào để thấy cái vít ở phía trong đấy. Thì trước tiên phải tháo được cái vít này ra. Để tháo cái vít này thì thường vít này nó là vít của cái đầu hoa thì này này, hoặc là vít bốn cành, thì tùy vào cái model khoan thì có thể là bốn cành hoặc đầu hoa thì đây luồn luồn cái đầu vít này vào, một tay giữ chặt cái đầu khoan này. Nhưng một điều cần lưu ý là cây vít này ấy, nó là vít gen ngược. Vít gen ngược có nghĩa là khi muốn vặn nó ra thì phải vặn theo chiều kim đồng hồ. Vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó mới ra. Chứ còn nếu như mà không để ý mà vặn ngược chiều kim đồng hồ theo theo cách vặn ra của những loại vít thông thường ấy, thì nó không ra đâu. Mà cây vít này ấy, nếu như mà vặn mà không khéo mà để nó bị sờn cái phần đầu vít ấy, thì sau này sẽ rất là khó lấy ra, rất khó để xử lý. Đầu tiên phải cho cái vít vào cho nó khớp này. Đầu vít vào cho nó ăn khớp xong rồi vặn dứt điểm một cái. Đấy. Chỉ cần một chen ra là nó sẽ tự ra thôi. Đây. Nó là con vít này. Chen của nó là chen ngược nhé. Cái đầu vít này nó rất là quan trọng là khi vặn là phải tránh để cho nó không bị sờn, nhưng nó bị sờn nó nằm ở cái vị trí ở rất phía trong sâu này, nó rất là khó xử lý để lấy nó ra được. Đấy, thì sau khi mà vặn được cái này ra rồi ấy, thì tiếp tục là ta dùng một cái lục giác hoặc lục giác 8 hoặc lục giác 10 gì đấy, tùy vào cái đầu măng ranh này. Có thể dùng cái như máy này, máy nhỏ thì dùng cái lục giác 8 này, mình dùng 8 này. Không dùng tay vặn cái đầu măng ranh để cho nó khóa chặt cái lục giác này lại. Khóa chặt đầu lục giác lại. Sau khi nó khóa được chặt đầu lục giác rồi thì mình dùng một tay mình giữ tay trái giữ cái phần cổ của máy khoan này, xong rồi dùng một cái tiếp sắt quấn cái khăn vào, cho nó dễ đập. Mình dùng cái tiếp sắt này xong đập dứt điểm vào cái lục giác này, một tay giữ này, còn một tay cầm cái que này đập tạo một cái lực đột ngột vào cái cần lục giác này để cho nó quay đột ngột thì nó mới mở ra được. Chứ còn nếu như mà cái lực mà nó không đột ngột thì nó cũng không thể mở ra được đâu. Đây là mình sẽ đập thử nhé. Tạo một cái lực đột ngột là nó sẽ lỏng ra, nó chỉ cần lỏng ra một gen đầu thôi là luồn. Đấy, trong này cái vít này là cái vít nó vặn vào đây để nó hàm lại. Vít nó vặn vào đây để nó hàm lại. Cái vít này là lưu ý là nó là vít gen ngược.
lên ngược, cho nên khi mà vặn vào á, muốn vặn vào thì lấy phần ngược chiều kim đồng hồ này, ngược chiều kim đồng hồ này là vặn vào, vặn ra thì lại phải theo chiều kim đồng hồ. Đấy, còn lưu ý khi mà đập vào cái này thì nên dùng một cái que tiếp sắt hoặc là cái dùi cui của những người họ làm thợ mộc họ hay dùng đấy, thì đập thì nó dễ hơn. Chứ còn dùng búa nhiều khi đập vài phát thì trúng một phát thôi, rất là khó trúng. Nhưng mà cái que nó nằm ngang thế này thì que nằm ngang thế này thì đập một phát là nó trúng ngay, đập dứt điểm vào đây thì nó sẽ ra. Và tay tay trái cầm cái này, còn tay phải đập vào đây thì nó sẽ tạo cái lực đột ngột và nó sẽ quay ra. Còn khi lắp lại thì lại vặn ngược lại thế này, lắp lại thế này lại vặn vào theo cái chiều, đúng theo chiều trái với cái chiều lúc vặn ra đấy. Mà vặn vào thì mình không cần phải siết chặt, nhưng mình chỉ cần lắp cái mũi khoan vào và khoan, lúc khoan là thì nó sẽ tự nó xoắn và nó chặt vào thôi. Còn cái vít trong này thì mình lại vặn vào để nó khóa lại. Thì đây là với cái máy khoan mà có cái chức năng đảo chiều thì thông thường nó mới hay có cái vít để hãm này. Thì cái máy khoan đảo chiều á, nó phải có cái vít hãm này là để là nó tránh cái trường hợp là lúc mà quay đảo chiều lại á, thì cái đầu khoan này nó sẽ bị bung ra, cho nên nó phải có thêm cái vít hãm này thì nó mới giữ được. Rồi vì khi mình đảo chiều á, thì cái khoan nó phải quay theo chiều này đấy, thì nếu như mà không có vít hãm là nó dễ bị lông cái đầu móng ra nhảy ra. Lúc vặn vào thì mình vặn chặt vào xong rồi giữ tay vào đấy, là nó sẽ tự nó chặt lại. Cái này cũng chỉ đơn giản vậy thôi, nó cũng không phức tạp. Với cái loại khoan mà nó không có chức năng đảo chiều thì thông thường nó sẽ không có cái vít trong này. Thì lúc ấy mình chỉ cần cho cái lục giác vào và mình mở ra thôi, chứ không cần phải vặn cái con vít hàm này. Cũng có một số người họ dùng cái cách đấy là họ với cái khoan mà khoan có đảo chiều này thì họ cho cái lục giác vào đây, xong rồi họ bấm vào cái phần đảo chiều và họ bật máy khoan lên để cho khoan nó quay, và cái lục giác này nó đập qua phía bên này để nó tự mở ra. Nhưng mà cách đấy thì với những người mà quen sử dụng khoan thì có thể làm được, nhưng mà nếu như không quen á, mà với cái khoan mà nó không có cái điều tóc á, thì đôi khi nó cái này nó bật đột ngột, nó đập cẩn thận nó đập vào tay thì cũng nguy hiểm. Cho nên là cách đấy thì với những người mà họ quen sử dụng khoan, còn không thì cứ dùng cái lục giác cho vào, xong rồi dùng cái que mà gõ cho nó an toàn. Thôi mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.